Theo thông tin mới nhất, Công ty Đấu giá Danh Việt Nam VPA đã ban hành quy chế đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô phiên đấu giá thứ 3. Trong đó, VPA quy định rõ về phạm vi điều chỉnh, thủ tục chuẩn bị, tổ chức đấu giá và nguyên tắc đấu giá. Trong đó, một số điểm về thời gian lựa chọn và thời gian đăng ký tham gia đấu giá mà người chơi cần lưu ý như: Công ty đấu giá hấp danh VPA sẽ thông báo trước thời gian đấu giá, cụ thể đối với từng biển số xe trước ít nhất 5 ngày khi danh sách được công bố. Đây là danh sách biển số đã được khách hàng tham gia lựa chọn. Trong khoảng thời gian có thông báo đấu giá cụ thể, khách hàng tiếp tục được lựa chọn đăng ký và thanh toán tiền hồ sơ, tiền đặt trước cho tới trước thời điểm tổ chức đấu giá 3 ngày, trong đó tiền đặt trước là 40 triệu đồng, tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 100.000 đồng. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá sẽ được thông báo trên trang thông tin đấu giá trực tuyến. Chi tiết theo danh sách sẽ được chia thành từng đợt, theo thông báo và niêm yết trên trang thông tin đấu giá trực tuyến. Mỗi người tham gia đấu giá chỉ được đăng ký duy nhất một tài khoản đấu giá và trả giá.